À, hôm nay lên hình cho anh em một em họ Mi Thuần điện đóm căng này các bác này. Anh em có thể xách tay hót nhá, trời đang mưa vẫn nhưng mà vẫn tranh thủ mang ra quay cho anh em xem một lúc. Em này để trong nhà hót cực kỳ ác luôn anh em ạ. Đấy, trời mưa không treo ra ngoài nó hót mầm trong nhà luôn. Đấy, tiện đây trời nó cũng ngớt ngớt một chút rồi. Đấy, vẫn mưa bay bay nhưng mà vẫn chịu khó quay cho anh em được một đoạn. Đấy, em này đuôi lá vả nha các bác nhá, bóng bộ đẹp, chim khá là to đẹp đấy anh em nhá, bóng bộ đầu mặt đẹp, màu mắt lục đậm, đẹp cực kỳ luôn anh em nhá. Thoải mái anh em mình xách chơi trên tay này các bác này. Em này đã phải khoảng 2 ngày 3 ngày hôm nay rồi em treo suốt trong nhà, bởi vì là trời nó mưa to quá không mang ra ngoài được, cũng không tắm rửa được, hơi bẩn một chút. Đấy, nhưng mà điện đó vẫn rất căng nha anh em nhá, ở trong nhà hót đồng bầm luôn. Chim Thuần dễ chăm dễ chơi, thoải mái anh em mình xách trên tay chơi nhé các bác nhé. Những em này mà trời nó nắng ráo lên một cái là chơi cực đỉnh luôn anh em ạ. Trải qua mấy hôm nay trời nó 3-4 hôm nay trời nó mưa quá, mưa bão, mưa to, thế là mình cũng chẳng treo ngoài được, suốt ngày ủ trong nhà ấy các bác. Đấy. Những em như này ở điện đóm thì cực kỳ ổn định rồi. Chim Thuần thì dễ chăm dễ chơi, điện đóm ổn định. Anh em nào mà kết thì cứ alo cho em các bác nhé.